mẹ bầu Đông Nhi thừa nhận phát tướng nhưng nhan sắc mới đáng chú ý. Trong tháng thứ 5 của thai kỳ, bà bầu Đông Nhi có dấu hiệu phát tướng nhưng nhan sắc vẫn xinh đẹp khiến nhiều người xuýt xoa. Đông Nhi mang thai con đầu lòng của ông Cao Thắng, hiện tại được xem là sự kiện đáng vui nhất của Vbiz. Người đẹp đã mang thai được 5 tháng nên vòng hai đã to rõ lên, khuôn mặt cũng tròn trịa hơn hẳn. Những hình ảnh Đông Nhi khoe thần sắc ấn tượng, chẳng gợn một chút mệt mỏi nào làm dân tình mê mẩn, chị em ao ước có bầu vẫn được nhẹ nhàng như Đông Nhi. Kể từ khi thông tin được chính thức công bố, Đông Nhi vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình cũng như những khoảnh khắc đáng yêu bên ông xã ông Cao Thắng. Để thực hiện được thiên chức làm mẹ phải đánh đổi rất nhiều, trong đó phải kể đến đầu tiên chính là sắc vóc xuống cấp trông thấy. Không ít chị em chỉ sau những tháng đầu thai kỳ đã có sự thay đổi chóng mặt khó nhận ra. Tuy nhiên, điều gì đã giúp Đông Nhi bầu 5 tháng mà cả nhan sắc và vóc dáng đều đỉnh cao như vậy? Tập yoga. Mới đây, Đông Nhi đăng tải hình ảnh diện đồ ở nhà đơn giản tập yoga. Nữ ca sĩ cho rằng mỗi sáng dành ra vài phút tập luyện theo khả năng không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng, dẻo dai hơn mà còn ăn ngon hơn nữa. Không thể tập gym nhưng Đông Nhi vẫn giữ dáng với những động tác đơn giản như ngồi thiền. Cô tự tin thực hiện những động tác yoga đơn giản. Đây cũng là bộ môn mà bà xã ông Cao Thắng lựa chọn tập luyện mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe. Hiện tại, nữ ca sĩ đã qua giai đoạn ốm ngán và tình trạng khá ổn định. Đông Nhi diện đồ đơn giản vẫn rất xinh đẹp, thân hình cô đã bắt đầu thay đổi khá nhiều. Những bài tập yoga uyển chuyển dành riêng cho bà bầu thường chỉ bao gồm các động tác vươn tay, vươn chân, uốn người, gập người mà không có động tác nào khó. Cho nên lợi ích đầu tiên từ việc tập luyện yoga đó là giúp mẹ bầu dẻo dai cơ bắp, di chuyển nhẹ nhàng, mềm mại bởi các khớp và cơ được vận động, kéo căng, kết hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn, nâng cao được sức mạnh nâng đỡ của lưng, vai cũng như cột sống, giúp mẹ bầu vẫn luôn nhanh nhẹn dù mang thêm một bụng bầu khá nặng. Chế độ ăn uống hợp lý, khoa học. Trong thời gian mang bầu, Đông Nhi lúc nào cũng có cảm giác thèm ăn. Người đẹp chia sẻ hồi trước Nhi ăn 2 đến 3 bữa một ngày, giờ thì ít nhất cũng 4 đến 5 bữa và thay đổi liên tục. Hết nghiện trà sữa, bà xã ông Cao Thắng còn liên tục nhờ trợ lý đặt bánh trái cây vặt từ bánh xếp đến chả giò, vân vân. Chế độ ăn uống của mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi. Vì vậy, ngay từ những tháng đầu tiên của thai kỳ, mẹ nên xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, khoa học để dinh dưỡng vào con mà không khiến mẹ tăng cân. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mẹ nên ăn chia ra thành 3 bữa chính và 3 bữa phụ một ngày. Bữa sáng, bữa phụ sáng, bữa trưa, bữa phụ chiều, bữa tối và bữa phụ đêm. Làm như vậy không chỉ giúp cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cho thai nhi, mà còn giúp mẹ khắc phục tình trạng ngán, kén ăn trong những tháng đầu và kiểm soát được cân nặng trong những tháng tiếp theo. Chọn trang phục phù hợp. Dù chắc chắn khi mới mang thai sẽ gặp phải nhiều khó khăn và sự thay đổi trong cơ thể, song Đông Nhi vẫn nhanh chóng thủ ngay bí kíp hát dáng với những bộ trang phục suông hay chỉ cần vài mẹo nhỏ khi chụp ảnh. Đông Nhi thường chọn các bộ đầm suông dáng dài để vừa thoải mái lại che được phần nào thân hình mỏng mỉm của mình. Sau khi mang bầu, Đông Nhi cũng bỏ túi vài mẹo chụp ảnh với góc nghiêng mặt màu hoặc có trang điểm cũng chỉ là lớp trang điểm mỏng nhẹ xương xương hay cute một chút với thủ thuật che mặt cho bớt mất một chút.